Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ngày 8 tháng 7 năm 2021. Bây giờ là 7 giờ 30 phút tối giờ Cali. Có nghĩa là Việt Nam bây giờ đã là ngày thứ sáu ngày 9 tây tháng 7 rồi. Thì chúng ta thấy được là ngày hôm nay giá Bitcoin cũng có cái sự đi xuống một chút. Chúng ta bây giờ là ở mức là 32.791. Thì cái giá thấp của ngày hôm nay đó là khoảng 32.110 trước khi mà giá đẩy ngược trở lên và sau đó đi hàng ngang trong vòng mấy tiếng đồng hồ vừa qua và đương nhiên khi mà chúng ta thấy là giá cả bitcoin đi xuống thì có rất nhiều đồng cũng đi xuống theo bitcoin các bạn thấy được là thị trường nhìn chung là một màu đỏ ngày hôm nay nhiều đồng đi xuống cũng khá là mạnh chúng ta nhìn vào những đồng lớn đi thì tuy là các bạn thấy được là giá bitcoin xuống 1,5% trong vòng 24 giờ qua thực ra trong vòng 7 ngày qua đó thì giá bitcoin đã giống như là ở cái mức tương đương với 7 ngày trước đây có nghĩa là khoảng 32 cho đến 34 ngàn trong vòng 7 ngày xuống 2,2% Ethereum thì hầu như giá đã trả cho về 7 ngày trước đó các bạn thấy được là Ethereum có sự tăng trưởng rất mạnh trong vòng một tuần qua sau đó thì chúng ta thấy được là trong vòng 2 ngày qua đã có sự đi xuống và hôm nay Ethereum đã xuống 8% thì giá bây giờ cũng tương đương so với một tuần trước đây chứ không khác biệt gì nhiều các bạn thấy được là đồng BNB Đồng Binance thì trong vòng 7 ngày qua vẫn tăng 6% nhưng mà hôm nay là xuống 5,4%. Cardano thì xuống 5,7%. XRP cũng xuống tương tự là 5,1% và chúng ta có đồng Dogecoin thì xuống nhiều hơn một chút, xuống 7,8% bây giờ ở mức là 20 cent. Polkadot thì xuống 6,5%. Đây là tình hình của những đồng lớn thì chúng ta nhìn vào trong vòng 24 giờ qua đây chúng ta chỉ có đồng Titan Swap là tăng 49,9% mà thôi Chúng ta thấy được phần lớn các đồng đều không có cái sự tăng trưởng Và những đồng mà đi xuống mạnh á, thì chúng ta có một số đồng mà trong vòng một tuần qua tăng trưởng mạnh Thì trong vòng 24 giờ qua cũng đi xuống mạnh Nhưng mà chúng ta có đồng flow thì xuống 31% Nhưng mà trong vòng 7 ngày qua đã tăng 36,9% Axie Infinity thì xuống 23% Nhưng mà trong vòng 7 ngày qua đã tăng 100% Chúng ta bây giờ hay nói tới một số những cái yếu tố liên quan tới giá cả của Bitcoin trước đi Tại vì thường nghĩ đây là điều mà nhiều bạn muốn biết trước Sau đó chúng ta có rất nhiều những cái thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay liên quan tới Bitcoin ETF Liên quan đến một số những cái sàn giao dịch liên quan tới một số những thông tin nổi bật ngày hôm nay nhưng mà chúng ta bây giờ hãy chú tâm để mà nói về giá cả trước và những cái thông tin ngày hôm nay đây thì không có một cái chủ đề nào là chung hết á. Phần lớn thông tin ngày hôm nay thì khá là rời rạc có thông tin tốt cũng có thông tin xấu mà thùng muốn chia sẻ với các bạn chúng tôi dài nói về giá cả trước và một số những cái nhận định được chia sẻ trên crypto khoan nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự mà đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và như bạn nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội Các bạn có thể theo dõi bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới cái video này Để tìm thấy những thông tin chính thức như là Telegram Channel, Facebook và Twitter Để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất Hay là những mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital Thì bên dưới của cái video cũng có những cái link Các bạn có thể tìm hiểu những ưu đãi như là giảm phí giao dịch khi mà tham gia vào những cái sàn Hay là nhận được bonus hay là các bạn có thể tìm hiểu group tín hiệu trade miễn phí những thông tin chi tiết sẽ nằm phía dưới cái video cũng như là phần cuối của video này tôi sẽ chia sẻ thêm những thông tin với các bạn thì nói về thông tin liên quan tới ảnh hưởng đến giá cả đó thì chúng ta không có một cái thông tin lớn nào có thể giải thích được tại sao mà giá cả hôm nay lại đi xuống và hôm qua lại đi xuống ngoài trừ là chúng ta thấy được là chúng ta nhận được nhiều thông tin không tốt đến từ dịch bệnh thì nhiều quốc gia hiện bây giờ trong đó đương nhiên có luôn cả Việt Nam đã đang gặp trường hợp là dịch bệnh gia tăng và chúng ta nhìn vào những cái thông tin lớn đó trên thế giới thì các bạn thấy được là bây giờ cái thế vận hội ở Nhật Bản đó thì có cái nguy cơ là sẽ bị cấm không cho người ta tới để mà xem những cái game đó thì chúng ta thấy được là những thông tin này đã làm cho thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ không được tốt và giá cả chứng khoán cũng đi xuống. Ở thời gian này chúng ta thấy được là ngày hôm nay đó thì chỉ số Dow Jones đã xuống tổng cộng là 259 điểm, xuống 0,75%, S&P 500 thì xuống 37 điểm, xuống 0,86% và Nasdaq đã xuống năm điểm là xuống 0,72% Chúng ta nhìn vào pre-market như là thị trường futures bây giờ Thì các bạn thấy là futures của Dow thì cũng đang đi xuống S&P cũng đang đi xuống mà Nasdaq cũng đang đi xuống Thì đương nhiên cái sự lo ngại bây giờ đó là liên quan tới dịch bệnh tăng trưởng như vậy Sẽ làm ảnh hưởng đến thị trường tài chính Đương nhiên các bạn thấy được là ở Hoa Kỳ đó Thì bây giờ tình hình cũng đã đỡ hơn à, Nhưng mà chúng ta cũng nghe được những cái thông tin là trong mùa hè năm nay đó có nguy cơ lớn là có thể tăng trưởng trở lại cho nên bây giờ đó một số những thành phố thì đã nghe phong phanh là sẽ có cái thông tin là sẽ bịt khẩu trang trở lại và cho dù là Hoa Kỳ ổn đi nữa mà thế giới không ổn thì cũng có sự nguy hiểm đó với chứng khoán tại vì các bạn thấy được là vật chất thì đi từ nước này tới nước kia các bạn thấy được là muốn làm một cái xe muốn sản xuất một cái gì đó các bạn đều cần phải nhập và xuất khẩu hàng hóa và bây giờ tình hình dịch bệnh như vậy đó làm cản trời rất nhiều liên quan tới nền kinh tế nên cái sự lo ngại về dịch bệnh nó đã khiến cho giá cả cổ phiếu đi xuống. Của nhiều người cho là điều này ít nhiều gì cũng có cái sự ảnh hưởng liên quan đến giá cả của crypto. Tại vì bây giờ đã hai thị trường càng ngày càng hòa hợp với nhau và nhiều người khi mà người ta lo ngại đó có thể là người ta sẽ bán những cái mảng đầu tư người ta cảm thấy là có cái sự nguy hiểm cao hơn và trong đó nhiều người tuy là thuận và nhiều bạn nó nghĩ là Bitcoin, crypto là mảng đầu tư lâu dài là cái nơi lưu trữ giá trị nhưng mà không phải cũng như như vậy có nhiều nhà đầu tư họ sẽ bán những cái cổ phiếu họ cảm thấy là có cái nguy hiểm cao cũng như họ sẽ bán crypto để mà giữ tiền mặt trong thời điểm hiện bây giờ đây cũng là một trường hợp chúng ta đã từng nhìn thấy à, cách đây không có lâu khi mà dịch bệnh mới vừa bùng nổ đây là một trong những cái suy đoán mà nhiều người được chia sẻ cho nên thường muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có thêm một thông tin nhưng mà nói riêng về thì crypto này đó thì có một số những cái tài liệu được chia sẻ bởi Crypto Hoan. Thực ra đây là những cái analyst được mời đến để mà chia sẻ thì một trong những cái biểu đồ mà được chia sẻ ngày hôm nay thường cảm thấy cũng khá là thú vị. Đó chính là cái biểu đồ chúng ta nhìn trên màn hình đó. Các bạn thấy được là có hai cái đường, cái đường mà màu trắng này đó chính là giá cả của Bitcoin. Cái đường mà màu vàng các bạn nhìn thấy trên màn hình đó chính là có bao nhiêu Bitcoin trên những sàn giao dịch. Thì cái mà người này muốn chỉ ra được đó khi chúng ta để hai biểu đồ này hợp chung lại với nhau đó thì các bạn thấy là rất rõ ràng Khi mà chúng ta thấy cái chấm màu đỏ trên màn hình này Cái dòng màu đỏ này Đó chính là cái điểm mà chúng ta thấy bắt đầu Là cái đường màu vàng lao xuống Có nghĩa là đột ngột Chúng ta thấy được là Bitcoin trên những sàn dịch mất đi Thì lúc mà Thuận chia sẻ thông tin này đó à, Lúc đó là lúc là tháng 8, tháng 9, tháng 10 của năm ngoái đó Thì khi Thuận chia sẻ Thì nhiều bạn nói là Thấy Bitcoin có mất đi trên sàn Nhưng mà lại không thấy ảnh hưởng tốt đối với giá cả Cho nên những thông tin này chúng ta cũng không đáng tin tưởng lắm Nhưng mà thường đã từng chia sẻ với các bạn cái gì nó cũng có cái sự trì hoãn giống như là các bạn thấy được là Bitcoin halving khi mà cái số lượng Bitcoin ra đời một lốc á bị cắt đi phương nửa thì chúng ta đã từng nói tới là 8 tháng sau trung bình là 8 tháng sau thì giá cả mới có cái sự phản ứng liên quan đến cái sự kiện đó và đó cũng là điều đã xảy ra cũng như là các bạn thấy được là khi mà cái số lượng Bitcoin mất đi trên sàn từ từ có nghĩa là cái nguồn cung giảm đi thì chúng ta cũng phải cần một thời gian là vài tháng sau, 2-3 tháng sau thì giá cả mới có, có sự phản ứng mạnh. Thì cái mà người này chỉ ra được đó là chúng ta thấy là trong cái đợt mà đi xuống giá từ 65.000 xuống còn 35.000 đó thì chúng ta đương nhiên là thấy có một cái khoảng thời gian là cái đường bầu vàng này tăng trưởng đi lên. Có nghĩa là trong thời gian này đó, từ tháng 5 đến tháng 6 đó là chúng ta thấy có một số những người đã đẩy đồng Bitcoin lên trên sàn để bảo bán thì có thể là họ sợ cho nên họ bán Bitcoin của mình. Nhưng mà sau đó thì sao? Các bạn thấy được là từ cái thời điểm là tháng 6 cho đến bây giờ đó thì trường hợp đã ngược lại. Các bạn thấy được là cái biểu đô này đó một lần nữa lại có cái xu hướng là đi trở xuống. Và nếu như mà thật sự như vậy đó thì sẽ có tiếp tục bị khôi được rời khỏi sàn. Như là chúng ta đã nói tới trong cái khoảng thời gian là 2-3 tuần vừa rồi. Thì người này nói là nếu như nếu mà nào mà tin tưởng về cái sự kiện là Bitcoin càng ngày càng được thu mua và đem ra khỏi sàn càng ngày càng nhiều tổ chức đầu tư đang âm thầm thu mua và họ thu mua những cái mức giá như thế này tại vì họ nghĩ là đây là cái mức giá rẻ và thậm chí họ có thể còn thu mua mạnh hơn nữa nếu như mà giá tiếp tục rớt xuống thì nếu như mà các bạn tin tưởng đây là sự thật thì các bạn có lòng tin lâu dài các bạn có lòng nhẫn nại thì các bạn cũng có thể sẽ chứng kiến, kiến được thêm một lần nữa giá cả sẽ có cái sự phản ứng mạnh đương nhiên đây là dành cho những bạn nào mà đầu tư lâu dài những cái hodler mà tin tưởng Bitcoin mà thôi đây không phải là một cái thông tin mà các bạn có thể sử dụng được trong thời ngắn hạn, có phải phải tốn dài tháng thậm chí là lâu hơn nữa chúng ta mới thấy được tình hình như thế nào và chúng ta cũng chưa có rõ là cái xu hướng đường màu vàng này có tiếp tục đi xuống hay là không, có nghĩa là càng ngày có phải là càng nhiều bitcoin rời khỏi sàn hay là không. Đây là cái thông tin đầu tiên của crypto khoan mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Một thông tin khác nữa cũng khá là thú vị, à, các bạn hãy đưa chúng ta nhìn vào một cái tài liệu, tài liệu này đó thường chỉ muốn chia sẻ một biểu đồ với các bạn mà thôi đây là cái biểu đồ là đột ngột trong vòng hai ngày qua chúng ta lại thấy một hiện tượng mà nhiều bạn cũng thấy khá quen thuộc đó chính là cái hiện tượng liên quan tới nhân lệnh sốt trên sàn Bitfinex đột ngột tăng lên và trong bài viết này đó chia sẻ đã tăng tổng cộng là 255% tăng rất là nhanh chóng trong vòng chỉ một ngày mà thôi có nghĩa là cái số lượng lệnh sốt tương đương trên sàn Bitfinex bây giờ là 5.600 BTC thì tại sao đột ngột lại có nhiều lệnh sốt như vậy? Nhiều người thì uh, cho là càng nhiều lệnh sốt thì chúng ta lại càng có cơ hội thấy giá bật mạnh. Nếu như mà giá cả đột ngột tăng lên đó, thì sẽ làm cho nhiều lệnh sốt sẽ đóng lại hay là bị cháy tài khoản, bị thanh lý thì sẽ dẫn đến là chúng ta lại có thêm dầu vào lửa, giá cả sẽ bật mạnh trở lên khi chúng ta có nhiều lệnh sốt như vậy. Thì một trong những điều mà chúng ta đã nói tới rất là nhiều trong thời gian gần đây đó, à, thường là làm một cái video riêng À, chia sẻ trên kênh Thuận Capital liên quan tới cái sự kiện trong tháng 7 của năm nay có nghĩa là trong thời gian đó là khoảng chừng là 11 ngày nữa là cái sự kiện chúng ta thấy được là có một cái số lượng cổ phần của GBTC tương đương với lại 16.000 Bitcoin sẽ được unlock vào ngày 17 tháng 7. thực ra mà nói cái sự kiện unlock nó xảy ra cũng khá là thường xuyên nhưng mà đợt này nhiều người quan tâm đến tại vì cái bằng thấy được là cái số lượng cổ phần của Trayscale Bitcoin Trust unlock ngày 17 tháng 7 đó là lên tới tương đương là 16.000 Bitcoin thì tôi đã chia sẻ rất rõ với các bạn đó cái điều quan trọng các bạn cần phải hiểu là cái mà được unlock đó là không phải là Bitcoin mà là cổ phần GBTC và cổ phần GBTC đó không thể đổi ra thành Bitcoin được cho nên nhiều người đó thì vẫn nghĩ là cái số lượng 16.000 Bitcoin này sẽ được unlock và có khả năng là bán trên thị trường không phải cái mà bị unlock đó đó chính là cái cổ phần của GBTC của Rayscale mà thôi đây là điều đầu tiên nhưng mà một bạn cũng hỏi thường một câu hỏi đó thường nghĩ là cũng có nhiều ý nghĩa đó chính là có khả năng tại vì chúng ta cũng đã biết trong cái video thường chia sẻ với các bạn về GBTC đó đó chính là cái video 1086 này thì chúng ta cũng đã hiểu được là một trong những cách mà những nhà đầu tư lớn hay thường làm đó là khi mà họ giữ cái cổ phần GBTC này bị lóc lại 6 tháng trong 6 tháng đó đó họ đương nhiên là không thể chắc chắn được là chuyện gì xảy ra đối với giá cả của Bitcoin cho nên họ sẽ quản lý rủi ro bằng cách là họ sẽ sốt trong Bitcoin để nếu như mà lỡ giá cả đi xuống mạnh đó, thì họ cũng có những lệnh sốt đó có thể là bù đắp lại cho họ được nhưng mà chúng ta cũng đã biết là khi mà unlock đó thì cũng có thời điểm đó những nhà đầu tư họ cần phải đóng lại những cái lệnh sốt đó mua lại Bitcoin để mà trả lại cho những nơi mà họ đã vay mượn thì chúng ta thấy được là bây giờ giá cả lại đi xuống chúng ta còn 11 ngày nữa là cái hiện tượng unlock sẽ xảy ra nhiều người cho là có thể chúng ta sẽ thấy thêm một đợt cố gắng đẩy giá xuống thấp để làm gì để cho những nhà đầu tư họ có thể mua lại Bitcoin để mà trả lại cho những nơi mà họ vay mượn hay là họ đóng là định số của họ trong cái thời gian mà họ chờ đợi cổ phần của mình được unlock đây cũng là một giả thuyết là chúng ta thấy giá cả đi xuống cũng có thể là gián tiếp liên quan đến GBTC Tại vì nhiều người, nếu như các bạn có nhiều lệnh short bây giờ hay là các bạn đang vay mượn mà cần phải trả lại thì đương nhiên các bạn muốn mua lại Bitcoin với giá thấp hơn. Đây cũng là một giả thuyết được chia sẻ mà Thuận muốn nói với các bạn trong video này. Nhưng mà cái điều tốt ở đây đó mà nhiều bạn chỉ ra được đó chính là sau cái ngày 17 tháng 7 đó thì những cái đợt unlock kế tiếp của Bitcoin đó thì các bạn hiểu được của GBTC thì cái cổ phần, cái cái số lượng nó sẽ ít đi rất là nhiều Các bạn thấy là sau ngày 17 tháng 7 thì không có những đợt lớn nữa Và nếu như các bạn tin tưởng những gì mà Thuận mới vừa chia sẻ là sự thật Thì các bạn cũng phải tin tưởng ngược lại khi mà unlock rồi đó Thì đương nhiên họ muốn giá cao Bitcoin phải tăng để cho họ có thể bán cổ phần GBTC của họ với cái giá tốt trên thị trường đây là điều mà Thượng muốn chia sẻ các bạn liên quan đến cái sự kiện Grayscale này Và có thể là có ảnh hưởng gián tiếp đến giá hiện tại Đây chính là điều mà Thượng muốn chia sẻ để các bạn có thêm một góc nhìn